Rồi hello mọi người, thì hiện tại trên tay mình đang là con Samsung Galaxy A10s. Và hôm nay mình sẽ thử chơi game ở trên con này là PUBG Mobile và Lingo Mobile, xem nó cho chúng ta cái trải nghiệm như thế nào. Rồi mình sẽ xóa hết những cái đa nhiệm mình đang dùng, nó đóng tất cả đó, để không có những ứng dụng chạy ngầm ở đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào hai tựa game và mình sẽ xem coi nó có game lâu trời hay không. Tại vì Samsung họ có một cái tính năng để chúng ta chơi game nó tối ưu hơn là game lâu chờ, thì không biết con này có không. Thì sẵn tiện đây mình sẽ bật lên để tìm cho anh em xem có không nha. Vậy chúng ta sẽ không có cái tính năng game lâu chờ bình thường, thì chúng ta sẽ vào với lại cái game kiểu chơi một mạc luôn. Thì chúng ta sẽ chơi Liên Quân trước nha. Ok, trong cái lúc mà chúng ta vào game mình sẽ chia sẻ với anh em một chút xíu về cấu hình của con này ha. Thì máy của chúng ta đang chạy chip MediaTek Helio P2 trên tiến trình là 12 nanomet. Và chúng ta sẽ có một cái GPU Power VR GE8320 là cái chip đồ họa của máy. Rồi thì chúng ta vào thử game xem là nó cho chúng ta tốt thế nào. Thì tình hình là mình thấy là bắt đầu nó có tình trạng hơi lắc lắc xíu. Rồi và mình sẽ bật cái cấu hình lên cho anh em xem là hiện tại máy chúng ta sẽ chơi tới mức nào nha. Rồi mình sẽ để FPS cao nè. Ok, mình sẽ để HD, độ phân giải HD. Được luôn anh em, chúng ta sẽ mở lên được cái độ phân giải là HD nha. Đây mình sẽ lấy nét lại chút xíu cho dễ nhìn. Đó, chúng ta sẽ mở cái độ phân giải HD. Và chúng ta sẽ bật lên tất cả mọi thứ ha. Mây mù nè, chất lượng hình ảnh nằm ở mức HD luôn. Nói chung chúng ta sẽ chơi được ở gọi là full option cấu hình của cái game Lingo Mobile này luôn. Máu lửa thế. Rồi thì không biết là nó máu lửa như vậy. Ê, không biết mình có luôn không, coi lại nha. Rồi tất cả mọi thứ. Rồi ok. Rồi không biết nó máu lửa như vậy chúng ta sẽ đấu như thế nào. Với con chip Helio P2 này thì mình chắc chắn anh em một điều luôn, nó sẽ lắc. Đó, lắc thì chúng ta phải làm sao, thì chúng ta chơi 5 năm thôi, chúng ta không chơi 10-10 được. Rồi mình sẽ vào game với lại cái thể thức là đấu 5 năm. Rồi sẵn sàng. Lắc quá anh em. Đó thì ngay cả cái khâu mà chúng ta chọn tướng thì anh em cũng nhìn thấy được là chúng ta đã bị một cái sự lắc không hề nhẹ này rồi. Đó, nó không có mượt đâu, nó sẽ bắt đầu lắc. Và mình sẽ thử xem coi là chúng ta sẽ trải nghiệm được tới bao lâu, mình can đảm, mình gọi là chịu đựng được nó tới bao lâu thì mình sẽ phải giảm cấu hình đi. Thì vào game thử xem. Hiện tại chúng ta phải chờ 20 giây nữa thì mình sẽ skip qua, mình sẽ vào game luôn cho nó nhanh, đỡ anh em phải ngồi xem mình chọn tướng. Rồi hello anh em, thì mình đã trở lại với tựa game và đây là Samsung Galaxy A10s. Hiện tại thì mình đang chạy trên hệ điều hành là Android 9.0 Pie. Chip của máy là MediaTek Helio P2 trên tiến trình là 12 nanomet. Chúng ta sẽ có một cái GPU của Power VR GE8320. Chúng ta sẽ có RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Đó, thì mình đang đánh game Lingo Mobile ở max setting cấu hình. Thì nói chung là cái mức FPS của máy chúng ta nhìn kỹ ở đây thì chúng ta chỉ lên được khoảng 36 đến 40 FPS thôi, chúng ta không có lên cao hơn cỡ 60 FPS được đâu. Màn hình này nó không cho phép chúng ta làm như vậy. Nhưng mà cái đồ họa HD là có thật anh em ơi. Đó, chúng ta vẫn có thể chơi được HD ở trên máy thoải mái. Rồi mình sẽ cố gắng làm thật là nhanh cái trận đấu này và chúng ta sẽ vào tiếp tục làm một trận PUBG Mobile ở góc nhìn thứ nhất. Cái này mình rất là thích chơi góc nhìn thứ nhất nha, không biết anh em nào có thích chơi góc nhìn thứ nhất không. Rồi thì FPS luôn luôn là 32-33 FPS. Khá là mượt. Nói chung là khá là mượt. Rồi mày xong mày tao rồi. Lại bảo không thốn, làm gì mà không thốn. Không, làm gì mà không thốn được. Làm gì mà không thốn, làm gì mà không thốn, làm gì mà không thốn. Làm gì mà không thốn, làm gì mà không thốn. Ồ, vậy là anh em có thể chơi mượt được anh em ơi. Hiện tại thì anh em có thể thấy là mình đánh đi đường. Ở giai đoạn đi đường thì mình chơi rất là mượt. Thậm chí là mình chơi luôn cả cái mức đồ họa là HD trong đây rồi thì nó vẫn rất là mượt. Rồi, rồi. Chơi kiểu gì? Chơi kiểu gì? Chơi kiểu được. Hay á.
Giỏi con nhóc. Tại nãy mình chấp mấy cái trụ thôi. Thấy không? Đồng đội mình kết thúc cái trụ đầu tiên trong 2 phút 40 giây là mình đã có một cái trụ đầu tiên rồi. Rất là nhanh. Thì anh em nào mà thích chơi con teo nát này thì có thể chơi con teo nát này để bê trụ với lại đi đường rất là dễ. Mình không biết là về sau trận những cái gọi là kim cương thách đấu này kia họ có comment gì mình là cầm con này đi đường sẽ lộ lã thế nào, nhưng mà mình thấy là với cái ranh hiện tại của mình là ranh đồng thì mình đi con này đi đường rất là thoải mái. Hiện tại mình không có quan tâm lắm với cái ranh thách đấu, mình chỉ quan tâm ranh đồng thôi. Rồi, về. Ôi. Trời ơi, cũng giết luôn được. Hiểu gì luôn mấy người này chơi game kiểu gì á. Nó ngu đến mức nào như thế thì khỏi là đầu óc. Mẹ mày sinh ra có một cái bộ não bố mẹ cho để mà sử dụng vào cả việc giải trí lẫn việc kiếm tiền. Mà nó ngu được đến mức độ như thế thì hỏi có tốn cơm tốn gạo của đảng của nhà nước không? Rồi FPS đã lên 41-42 nè. Khi chúng ta chết thì FPS sẽ cao lên và khi chúng ta ra được FPS sẽ tụt xuống. Rồi 42 FPS, 41, 39 rồi. Khi chúng ta ra đường FPS sẽ tự động nó tụt xuống. Đó, nó rất là hay ở chỗ đó. Và chúng ta đang chơi ở cái đồ họa, map setting đồ họa của Lingua Vai. Rất là mượt, vô cùng mượt. Đó, vào game thì chúng ta bị mất đi cái phần cài đặt đồ họa nhưng mà nó vẫn mượt, miễn là nó mượt. Màn hình thì rất là đẹp. Âm thanh ánh sáng có lửa tuyệt vời. Mình sẽ mở tiếng lên. Rồi xong rồi, gãy rồi. À, vừa mới gọi là tỏa sáng xong lại như một ngôi sao vụt tắt. Tập không có gì vui, chúng ta không nên tập hồn. À, nếu anh em nào thắc mắc là pin con này có trâu hay không thì pin con này trâu vài cái đáy ra đây mà thực sự là nó rất là trâu. Hôm bữa mình như mình có xả pin con nào á 4,000, 5,000 gì đó muốn chết luôn. À, bữa có người comment hỏi mình là khi chơi game Liên Quân rồi nè, cái rừng nào dễ ăn thì mình trả lời anh em luôn nha, nó là rừng của đồng đội mình là dễ ăn nhất. Tên con mẹ mày. Không mà con máy này cho chúng ta cái trải nghiệm khiếp thật anh em. Thật sự là không có xem thừa đâu, nó đang cho mình chơi Liên Quân bay rất là mượt luôn á. Lòng là với cái con chip Hero B2 thì mình cũng không có tưởng tượng được, là mình lúc nãy mình nói là chắc chắn vô nó lắc luôn á, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn không lắc. Ê, đừng ma. Ê, chơi luôn à. Không có được cái chiêu 2. Dở quá dở. Phải không? Mình nói là mà cướp rừng của đồng đội là rất là dễ. What the hell? Nếu anh em muốn có mùa xanh mùa đỏ thì chả có đâu bằng rừng nhà mình hết. Còn đồng đội thế nào thì kệ nó đi. Rồi mình sẽ end game cái game này. Mình sẽ vào cái từ game thứ hai, nhưng mà mình sẽ game này mình sẽ có trách nhiệm một chút, là mình sẽ chơi chút nữa mình mới AFK với mình làm AFK liền. Rồi đó là tựa game đầu tiên chúng ta sẽ có cái trải nghiệm chơi Liên Quân map setting cấu hình HD FPS cao các kiểu ở mức 35-40 FPS một cách rất là mượt mà trên con chip MediaTek Hero P2 và Samsung Galaxy A10s. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái hành động để cho team mình nó gọi là trầm trồ, đó là AFK, và mình sẽ vào tựa game tiếp theo, đó là bóng siêu bay. Thì trước khi vào thì mình sẽ xóa đi cái đa nhiệm, bởi vì chúng ta chỉ có 2GB RAM thôi, cho nên là chúng ta phải
xóa đi ra nhiều để vào từ game tiếp theo để không bị tình trạng là đứng máy lắc giật cái kiểu là đơ máy, rồi chúng ta sẽ phải xóa bớt ra nhiều. Khi anh em sử dụng những cái chiếc điện thoại mà có dung lượng RAM thấp quá thì anh em cũng phải làm như vậy khi anh em vào game khác thôi. Khi mà mình chơi thì mình cảm giác là chỗ này nè, chỗ này nó khá là ấm, nó ấm thôi, nó không có nóng, nó ấm ở chỗ này và chỗ này, hai bên tay cầm rất là ấm, ở giữa thì không, ở giữa rất là mát. Rồi mình thích chơi ở cái cấu hình cao nhất là cân bằng nè, đó, cái này chỉ lên cân bằng thôi, ông nào nó HD là không đúng nha, đây trên tay mình hiện tại chỉ được cân bằng thôi nè. Chúng ta sẽ có tốc độ khung hình là trung bình, thôi mình sẽ chơi cái kia cho nhanh. Tại vì mình sẽ chơi kiểu liên tục thử coi nó có nặng không. Mình sẽ chơi cái chế độ là vô cực, là đấu hồi sinh. Đó, đơn giản. Và mình chơi cấu hình của con này thì không thể nào lên cao cấu hình được, tại vì máy có cái chip đồ họa kiểu mà khiêm tốn lắm em. Nhưng mà mình cũng bất ngờ ở chỗ Liên Quân chúng ta có thể chơi HD được. Và Bubsy thì không biết nó sẽ cho trải nghiệm thế nào thôi. Đó, hôm trước vào đây nghe con Vivo S1 lắc nè, bây giờ nó không lắc. À, nó cũng lắc hơi hơi anh em ơi. Đó, nó cũng lắc hơi hơi. Nó cũng lắc hơi hơi chứ nó không phải là nó mượt đâu. Không phải mượt là dễ đâu. Ca đâu rồi. Rồi, ok. Lắc nha, không mượt đâu. Góc nhìn này góc nhìn thứ ba rồi. Ủa? Đù rồi nha. Cậu lắc thôi. Cậu mà không lắc thì mày biến với cậu. Kỳ ta, bắn con chúng nó cái nào vậy? Cú cầm vector mà dám giết mình nữa. Lắc quá, ơi lù đàn chạy mọi người ơi, chạy. Nè, tự đưa tay bóp rồi. Bóp nát đồng đội. Đó. Đây là K98 trong tay mình. Anh em thấy xịn sò chưa? Xây lên nào mọi người kia ơi, bung xây má. Cũng giết được thằng cái bộ, ít gì. Đúng là anh coi cái. Mẹ mày. Đúng là anh coi cái. Cầm mũ ba chứ không phải chích bà rồi. Thằng nào bào dữ vậy? Từ từ chứ bay. Giết chứ gì nữa, không giết. Nice. Quá easy cho một tựa game. Rồi thua luôn. Đó. Thì mình đẩy ra max setting cái tựa game này lên ở trên máy, đó chính là mượt và tốc độ khung hình trung bình. Thì máy cho chúng ta trải nghiệm vẫn mượt, nhưng mà máy hơi ấm nha, nó sẽ nóng hơn một chút so với là chúng ta chơi Liên Quân. Và cái tốc độ khung hình của nó nằm ở mức không có ổn định, thật sự là không ổn định, mình chơi rất là lắc. Nó hơi bị giật chút xíu. Và anh em giảm cái tốc độ khung hình đi và giảm cấu hình đi thì đôi khi nó sẽ mượt hơn. Đó là cái trải nghiệm của mình qua hai tựa game Bubsy Mobile và Liên Quân Mobile của con Samsung Galaxy A10s. Thì anh em đã trải nghiệm chưa? Anh em hãy comment cho mình biết. Và nếu anh em có những trải nghiệm khác thì hãy trao đổi với mình nha. Và đừng quên là nếu thấy video hay thì hãy like và share. Đừng quên là subscribe, nhớ có cái chuông nữa. Đó, cái chuông quan trọng để anh em có thể nhận thông báo mới nhất của kênh khi mà có video mới. Rồi chào anh em.